Alo, như vậy là bên kia là Miwan và Roman. Còn bên phía team của Hồng Anh và No 1, đây là Cho Son của game thủ No 1. Hồng Anh cầm gì? Hồng Anh cầm phô. Như vậy là quân, vâng, có được đánh giá là cũng lệch hơn so với bên phía chim một tí. Vâng, mình lợi hơn khi mình có cung phô. Bên kia là có Miwan và Roman mà gặp Cho Son mà công phu thì vỡ mồm. Vâng, gặp Cho Son đắp cho hai cái nhà P vào mồm thì cứ phải gọi là tung hết cả alo ra. No, Hồng Anh cần phải tìm cái hốc của mình. Em sẽ đánh cung trận này, không phải đánh chém làm gì cả. Bên kia thì hình như là Quýt là người cầm Miwan, còn Sẻ là người cầm Roman. Trận này thì Cho Son cần phải ôm chết ít nhất là một nhà. Ôm chết ít nhất là một nhà, và nếu mà ôm được Miwan thì mát. Bãi quả đôi dành cho Phô. Bãi quả đôi cho Phô. Đây là bãi quả đôi rồi, đúng chính xác bãi quả đôi luôn. Đây rồi, bài Hồng Anh tươi. Bài Hồng Anh như này là rất mát rồi. Bây giờ thì tìm địa điểm, dò địa điểm nhà cũng như là tìm cái hốc của mình thôi. Có lẽ trận này em sẽ khung quanh nhà mình, lấy nhà mình để làm cái hốc luôn. No 1 cũng có hiêu về nhà, thế là mát rồi. Chúng ta xem màn hình máy của Hồng Anh, xem em tìm được hốc. Khi mà em tìm được hốc rồi thì tôi sẽ chuyển sang màn hình máy của No 1 sau. Cái chính là trận này thì Hồng Anh sẽ phải cơ cấu được nhà của mình và đánh cung. Còn No 1 sẽ ôm chết một nhà, ít nhất là một nhà. Sao không phải là lùa nó con hươu kia về mà vội vàng câu voi vậy? Vừa câu voi vừa lùa hươu. Vâng, thôi để cho nó quay. Đóng S đi em. Đóng S nào. Ơ, mất 10 thực rồi. Không, chưa mất. Như vậy là Hồng Anh vẫn rất tinh tế. Tôi tưởng ở đấy em chỉ, nhưng không chỉ. Con voi này thứ nhất nằm xuống. Bài này thì Hồng Anh sẽ ép rất sớm đây. Sẽ khoảng tầm cuối 9 đầu 10 thôi. Nếu như em đánh 25 dân, 25 dân thì sẽ khoảng tầm đầu 10 sớm. Con voi thứ hai nằm xuống. Bây giờ thì đóng chiếc BG đi. Rồi, tăng E. Chính xác, lùa nốt con hươu kia về. 4 dân làm gỗ là đủ rồi, không cần nhiều đâu em. Có lẽ là Phô muốn ép gỗ để có thể bo bế nhà mình kín hơn. Đẩy thẳng xe giò xuống 6 giờ. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Miwan là người nằm góc 6 giờ. Để xem có đúng hay không. Nếu như mà đúng là Miwan nằm góc 6 giờ thì trận thi đấu này thì Roman là một bài nghèo. Nếu như chuẩn như tôi nhớ là như vậy. Và điểm số của chim đang cực kỳ cao, đang cho thấy là một điều mà tôi đang dự tính là điều đúng đắn, và khả năng là chim là một bài cầm Roman nghèo. À đúng rồi, màu một là chim, nhưng không biết là chim cầm Miwan hay Roman đây. Nhưng có một nhà góc 6 giờ là cái chắc rồi. Như vậy là bài này là ngon. Hồng Anh đang ép với bài 24 dân. Bài này ép 24 dân lên lực rất khỏe. No 1 thì sao? 23 dân và đã lên được 2 xong rồi. Nhưng mà bây giờ thì lên đời 3 thì cứ từ từ. Từ 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 bình tĩnh. Đời 3 thì cứ bình tĩnh, đời 2 thì phải lên sớm nhất. Ép đời dọa ma đối phương. Đây là BM, BA. Ô lại hủng. Lại có một cái pha mà vẩy BA ảo của Hồng Anh, nhưng không sao. Hai cái E nó sẽ kín ngay thôi. Phô là người có điều, nhà mình là nhà có điều kiện. Vâng, gỗ mình thừa, không vấn đề gì cả. Chưa kín đâu. Nâng cấp chặt gỗ. Kéo bớt dân về thôi.
Thời điểm này thì không nên ăn ở ngoài nữa, nên kéo về và chắc nhà. Các bạn có thể thấy là trên màn hình thì màu 1 chim dậy nắng đang chạy tận lên nhà của Hồng Anh để có thể ăn hoàng. Căng. Rất là căng luôn cho một bài cầm không biết là cầm quân Roman hay là Miwan của chim. Đấy. Cam quýt điểm số đang cực kỳ cao. Như vậy là quýt nằm góc 9 giờ. Đây rồi, dân ở của game thủ chim đây rồi. Dân của chim đây. Nhà của mình, nó một để ý vào. Nhà em đang bị chọc, 12 giờ. Góc 12 giờ. Như vậy là chết nốt thằng dân trên góc 12 giờ rồi. Đây, nhưng mà nhà xẻ là nhà gì? Nhà này là nhà Miwan rồi. Miwan là siêu nghèo. Miwan bây giờ thì chúng ta có thể thấy là nhà cực kỳ xấu. Một chém. Nâng bánh xe và đẩy dân đi. Công quê vào luôn. Không nói nhiều, vâng, tầm này mà cứ dã cho hai cái nhà B vào mồm thì Miwan thì cực kỳ là thốn. À, vâng, kín thì đóng B luôn đây. Thế thì vâng, người ta không cho vào thì bây giờ mình đóng luôn B ở ngoài. Tạt cánh đánh đầu không. Roman của Quýt đang có mặt ở kia. Hai con chém. Hai nhà đang thông với nhau. Hồng Anh đâu? Hồng Anh vẫn chưa bị ai động vào. Vâng, chém màu đỏ, Roman tạt sang. Nhưng còn lâu mới vào được. Vâng, thời điểm này thì nhà Hồng Anh đã cứng lắm rồi. Nó một. Có phù chưa? Vâng, ôm dân lên và đập. Ôm bom nhà chim. Kìa, bãi gỗ. Bãi gỗ, bãi gỗ, bãi gỗ. Vậy được, vậy được, vậy được. Được rồi. Ôi, thì tươi. Vâng, như vậy là chim chuẩn bị fit. Chim chưa bánh xe và chim đánh thẳng cung A. Căng rồi chim ơi. Vâng, gặp một hai chém với cả một cung A, một ngựa giò vào nhà như này thì chim đỡ bằng răng. Hồng Anh cứ thủ nhà thôi, em không cần phải đẩy quân đi. Cứ đứng thủ thôi. Nở tham đều là thắng rồi, không cần phải đi nữa. Nó một sẽ là người mà chịu trách nhiệm nhà của chim. Nào đẩy phù vào. Cung A hai áo kìa, vậy luôn. Về với đội của anh. Được luôn. Thế mát phải sướng không? Và bây giờ thì lại giữ con chém đỏ ra, chạy ra ngoài. Nào lại vẫy tiếp. Nào lại về với đội của anh tiếp nào. Được, đấy. Vâng, cứ phải thế. Nó cứ phải vậy. Lủng ruộng. Vâng, chém xuyên được, chọc xuyên được. Nhà chim bây giờ chúng ta có thể thấy là không có ruộng, không có thực. Bây giờ thì Hồng Anh đẩy nhẹ một tơn phát là chim chết. Nhẹ nhàng thôi. Vâng, Hồng Anh đến. Và bây giờ thì Hồng Anh sẽ là người bắn những bãi bom nhỏ. Nó một đâu. Cứ đóng B thôi. Đi đến đâu em giải B đến đấy cho tôi. Một nhà B nữa luôn. Nào, đóng một nhà B nữa đi. Đúng rồi. Bây giờ thì sóc phù. Kia, hu con chém. Về với đội của anh. Về đây. Về đây cơm nó áo ấm. Đừng ở bên kia làm gì, nghèo đói lắm. Nào. Ơ, đen đi. Là... vâng, đường sáng không đi, đâm vào bụi rậm. Thế này thì chết. Và quyết đi sai. Tỷ số là 2-1 cho Hồng Anh và No 1. Hai một rồi. Rất tốt. Vâng, nhà của nó một giàu vãi cả trưởng. Đồ ăn khá nhiều. Chim thì dò lỗi một vòi. Tỷ số là 2-1 rồi.